안녕하세요. 가 Nhi ơi, ngày hôm nay em cùng mẹ đi ra cửa hàng mỹ phẩm để mua mỹ phẩm cho mẹ dùng. Mẹ em ở Việt Nam thì rất là đơn giản và ít khi sử dụng mỹ phẩm. 들어가세요. 빨리 vào đi. Hôm nay sẽ cho mẹ một cái trải nghiệm rất là mới đến cửa hàng, mua và sử dụng thử những cái sản phẩm mỹ phẩm ở trong cửa hàng. Xem là mẹ em có những cái phản ứng như thế nào nhé. Mẹ em thì làm nông chuyên nghiệp và ít khi biết sử dụng mỹ phẩm, thực ra là không biết sử dụng luôn. Cũng không có bao giờ mua để sử dụng. Chỉ có con gái tặng hay là đưa cho mẹ cái gì thì mẹ dùng cái đấy thôi. Mẹ em thì rất là đơn giản. Ngày hôm nay thì đến đây để chọn một số những cái mỹ phẩm. Mẹ em thì vẫn chưa biết những cái loại mỹ phẩm để chọn, vì vậy là em đưa cho mẹ một cái set sản phẩm để mẹ dùng. Đây là lần đầu tiên mà mẹ em mua sản phẩm như thế này. Thật là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không ạ? Mọi người có ai thích đi mua mỹ phẩm như thế này không ạ? Đến hẳn cửa hàng và chọn những cái mà mình cần, những thứ mà mình muốn mua. Mẹ em thì vẫn chưa biết là những cái sản phẩm này dùng để làm gì, và chỉ biết là đây có một set sản phẩm mà mua về để dùng thử. Đây là kem chống nắng mọi người ạ. Mỹ phẩm ở Hàn Quốc thì đến hẳn cửa hàng nơi sản xuất như thế này thì nó sẽ rẻ hơn. Còn ra những cái cửa hàng mỹ phẩm thì cũng không hề rẻ đâu mọi người ạ. Bây giờ mua mỹ phẩm mẹ cũng không có thói quen dùng nhiều. Tuy nhiên thì em và các chị, các em cũng khuyến khích mẹ lên dùng mỹ phẩm để cho da nó sẽ đẹp hơn, bớt tàn nhang và giúp cho làn da mình nhìn nó trẻ trung, trông quyến rũ hơn một chút. Là phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp đúng không ạ? Mẹ bôi lên. Chúng test thử xem một cách. Đây mẹ bôi thử nè. Còn bao giờ kinh học cô? Chúng sợ rồi xì à? Cái em đang cầm trên tay là BB cream. Cái này thì nó có tác dụng trang điểm nữa và cũng có tác dụng chống nắng mọi người ạ. Bôi lên thì da mình nó sẽ đều và mịn hơn, sáng hơn rất là nhiều. Mẹ em thì trông có vẻ hơi ngại ngùng và đây là lần trải nghiệm rất là trực tiếp đây ạ. Em và chồng thì vẫn trêu là mẹ trang điểm xong xinh quá, có khéo về Việt Nam thì bố nhận không ra. Sang Hàn Quốc một thời gian thì cũng nên mua mỹ phẩm để sử dụng cho bản thân mình. Đặc biệt là ở Hàn là một cái nước nó nổi tiếng với rất là nhiều những cái dòng mỹ phẩm khác nhau. Đấy, mẹ em thì vẫn đang rất là e thẹn. Bôi thì vẫn nhẹ nhàng. Khi mà mọi người bôi kem ấy thì có thể bôi mạnh dạn hơn một chút thì nó mới đều, nó mới đẹp được. Và tránh cái tình trạng da khô. Bôi hay kìa. Bà. Mẹ em bôi chưa quen thì nhìn có vẻ như thế. Tuy nhiên thì khi mà tán đều bôi nó ngấm vào da nhìn nó sẽ rất là đẹp. Mẹ em thì đi làm đồng nhiều, tuy nhiên thì cũng ít khi sử dụng những cái sản phẩm như là kem chống nắng. Trước khi mọi người bôi kem chống nắng thì nên rửa sạch mặt, làm sạch da, sau đó bôi một lớp dưỡng ẩm lên rồi hãng bôi kem. Như thế thì da nó sẽ thấm đều hơn và nó không bị bón cục, trông nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Mỹ phẩm hiện nay thì không hề đắt, tuy nhiên thì chúng ta cũng nên tìm những cái sản phẩm nào nó phù hợp và giá cả nó phải chăng. Không có mua hàng nhái hay hàng trôi nổi của Trung Quốc thì rất là hại da. Mỹ phẩm của Hàn thì những cái sản phẩm đắt thì thật sự là em cũng chưa có mua dùng bao giờ. Em chỉ dùng những sản phẩm bình dân như thế này thôi. Một lọ như thế này thì cũng khoảng 250 cho tới 350 ngàn Việt Nam đồng một lọ. Rất là giá phải chăng mọi người ạ. Sau khi bôi hết một lớp BB cream thì có thể bôi thêm một ít kem chống nắng vào hai bên má để cho nó chống nắng được tốt hơn. Và mọi người thấy bây giờ bôi đều vào nó thấm vào da. Nhìn mặt mẹ em sáng hơn rất là nhiều và rất là xinh đúng không ạ? Nhìn trẻ trung hơn nữa, nó bớt những cái nốt nám hay tàn nhang đi. Chịu khó bôi thì sẽ rất là xinh, tuy nhiên thì chúng ta khi mà lười trang điểm thì phụ nữ nhìn nó không được bắt mắt hay là thiếu cái sự quyến rũ đối với thế giới, đối với những người xung quanh. Trang 해가지고 가서 장모 장인어른한테 보여줘 봐요. 그럼 장인어른 오 그래. 와, 네, 아주 예뻐졌어요. 대가이 대가이 그렇게. 여기 오면 품질 괜찮고 싸고 좋아서 우리 자주 와요. 자주 와서 많이 싸요. 거의 뭐
한 세 달에 한 번씩 오는 것 같아. Bây giờ thì nhìn mặt mẹ em đã sáng hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì sẽ mua một bộ mỹ phẩm cho chồng. Bộ này dùng rất là tốt và giá thì nó cũng chỉ khoảng 300.000, 350.000 Việt Nam đồng thôi. Rất là rẻ. Và đối với nam giới thì một bộ này có thể dùng được từ 3 cho tới 6 tháng tùy người. Mùi hương rất là dễ chịu và nam tính. Bên này có cả thuốc nhuộm, dầu gội, rồi sữa tắm, cái gì cũng có. Nhất là ai mà ở Hàn Quốc muốn sử dụng sản phẩm mỹ phẩm giá rẻ thì có thể nói em mua và gửi cho. Tiền gửi ở bên Hàn nó không có đắt như là gửi về Việt Nam. Sau một hồi mua sắm thì bây giờ đã được một thùng như thế này. Và mọi người ai cũng vui vẻ, mẹ em thì xinh hơn rất là nhiều. Nhiều khi nói rằng là mẹ nên bôi một số những loại kem chống nắng hay là dưỡng da cho nó đẹp. Mẹ em thì cứ quan niệm là mình cần khỏe là được, cần gì đẹp. Tuy nhiên thì đấy là một cái quan niệm rất là sai lầm của các cô, các bác đi trước. Bây giờ thì lúc nào chúng ta cũng cần khỏe và đẹp. Đặc biệt là càng nhiều tuổi thì càng cần phải chăm chút chỉ mới xinh gái, mới trẻ trung lên được đúng không ạ? Sau khi mua sắm xinh gái rồi thì lại ra ruộng thôi. Và ngày hôm nay thì nhà em ra ruộng, đây là cây tử kê. Tử kê này, cây này trồng ở Hàn để lấy lá ăn. Hoặc là đến mùa nó ra hạt thì sẽ lấy để ép dầu. Dầu ăn thì sử dụng trong hàng ngày và nấu nướng dùng rất là nhiều. Lá tử kê bây giờ em đang hái như thế này, bán 1kg tại Hàn Quốc giá là 400.000 Việt Nam đồng. Và chỉ hái lá không thôi, những cái lá đẹp. Hái như thế này cũng rất là đau lưng và tốn thời gian. Tuy nhiên thì muốn kiếm tiền thì phải chăm chỉ. Và đây là những cái số cây tử kê mà bố mẹ chồng em đã chăm. Rất là đẹp và non như thế này, rất là tuyệt vời. Và bố mẹ chồng em thì chăm rắc phân rất là nhiều, nó tốt, xanh hết cả lên như thế này. Tha hồ hái. Hiện nay thì bán hàng ở trên mạng rất là phổ biến tại Hàn. Và rau như thế này thì có người đặt hàng thì em mới cắt và gửi cho người ta. Ngoài ra thì những cái kênh bán hàng khác rất là khó khăn. Ví dụ như mang ra chợ bán thì giá nó cũng rẻ và cũng rất là kén người mua. Có thể ngồi cả ngày cũng chỉ bán được một vài khách và phải có chỗ ngồi ở chợ. Nhà em thì làm nông cho nên là cũng không có thời gian ra chợ bán, chỉ bán ở trên mạng thôi. Và rau thì nhìn ngon như thế này. Người Hàn họ mua cái lá tử kê này về để làm kim chi hoặc là ăn với thịt nướng. Và ngày hôm nay thì mẹ em cũng ra hái. Và khi mà đi hái lá tử kê thì cần phải xếp thành nếp rất là gọn gàng và đẹp. Nó dễ bị nhổ nát, vì vậy là rau cần phải nâng niu rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay thì mẹ em đã đi mua mỹ phẩm này rồi đi làm nông. Mọi người dù có đi làm công việc gì, nhớ là phải giữ cho mình một cái làn da chắn nắng, chống tiêu UV, đỡ hại da và làm cho da sạm đen. Khi mà ra ngoài thì tốt nhất là bôi một lớp dưỡng da ẩm cho da nó khỏe. Sau đó chúng ta mới bôi kem chống nắng hoặc... Cây tử kê này thì ở Việt Nam mình có thể trồng vào khoảng tháng 4, tháng 5 và cũng giống như Hàn Quốc thu hoạch vào tầm cuối tháng 11 mọi người ạ. Và cái này nó chỉ ra hạt và sinh trưởng tốt trong cái điều kiện nó hơi mát một chút. Từ khoảng tháng 9, tháng 10 nó bắt đầu ra hoa. Hôm nay rất là vui chia sẻ đến mọi người một ngày đi mua mỹ phẩm và làm nông. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. 엄마 화이팅!